Hello anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của em Hoàng nhé. Hôm nay em Hoàng xin giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm là cái thước đo 6 khúc này nhá. Thì trên thị trường rất là nhiều cái thước đo, nó có nhiều khúc và cái thước này thì áp dụng trong xây dựng ốp lát gạch nhá. Thì có nhiều anh em có hỏi mình là anh giới thiệu cho em cái thước đo nó có nhiều cái khúc nối để cắt gạch trong ốp lát, thì hôm nay mình cũng giới thiệu luôn cái thước này cho anh em, là cái thước dùng để ốp trong ốp lát gạch nhá và khoét đố tròn nhá. Thì cái thước này mình sử dụng được 2 năm rồi, nhiều anh em thì vẫn chưa biết sử dụng và mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đi sử dụng cái thước này nhá. Thước này thì mình cũng mua lâu rồi, mình cũng chẳng nhớ là giá bao nhiêu nhưng mà tầm 200.000 đổ lại gì đấy mọi người ạ, tầm 200.000 đổ lại. Thước này nó bằng nhôm nha mọi người nhá. Đấy, nó không phải bằng nhựa đâu, tất cả nó bằng nhôm hết đấy, chỉ có mỗi cái phần đầu đố tròn của nó bằng nhựa thôi. Đấy, thước này thì nó có thể là xê dịch lại được này, xê đi xê lại được này, và nó có cái nút trắng trắng là để vặn cố định nhá. Đấy, nó có cái lỗ tròn này để cho anh em khoét lỗ ống nước trong nhà vệ sinh, còn cái ô hình vuông này để cho anh em định vị cái ổ điện, đấy, những cái đế âm điện ở trong tường ấy. Đấy, nó rất là tiện lợi cho các bác nào mà đang thì vào cái nghề ốp lát gạch thì nên sắm một cái thước này. Đấy, bây giờ em Hoàng sẽ đi vào hướng dẫn nha. Ví dụ cái hộp em Hoàng đang để trên cái màn đá hoa kia là một cái góc tường, một là góc tường, hai là một cái hộp kỹ thuật trong nhà vệ sinh. Thì để làm sao mà chúng ta cắt được cái viên gạch khi chúng ta ốp ở chỗ cái hộp đấy, thì mình sẽ phải lấy định vị một cái đường thẳng của một cái viên gạch ở trong góc tường, sau đó mình xoáy, anh em xoáy chặt vào. Đấy, cái hộp này là em để minh họa thôi, còn thực ra hộp mà anh em xây chát thì nó đứng chết một góc rồi. Đấy, xong tiếp theo anh em dịch thước vào, kéo thước cho nó vuông góc. Anh em chỉ dịch đi dịch lại sao mà nó vuông là được, còn không quan trọng là đẹp hay xấu, hay là cái chỗ này lồi, chỗ này thụt nhá mọi người nhá. Anh em xoáy chặt vào. Đây em Hoàng làm minh họa cho mọi người thì em Hoàng chỉ vặn tạm là thế thôi, còn thực tế mọi người vặn chặt vào. Để lúc mọi người nhấc lên thì mọi người vẽ vào cái viên gạch để mọi người cắt cho nó chuẩn nhé. Đấy, em Hoàng nó định vị cái hình vuông. Đây là cái hình vuông. Còn nó nhiều góc cạnh khác thì anh em cũng áp dụng tương tự như vậy nhé, chứ không phải là nguyên cái cắt được mỗi cái góc vuông này đâu. Nó còn có thể là cắt được hình tam giác. Nói chung là nó nhiều cái loại góc cạnh anh em áp dụng, chứ không phải là nguyên cái hình vuông như thế này. Đấy, mọi người có thể xem rất là vuông vắn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhấc cái này ra. Đấy, nhấc cái thước này ra để chúng ta áp vào cái viên gạch để chúng ta cắt thành cái hình vuông như vậy, để chúng ta quay lại cho nó ốp. Đấy, đây em Hoàng làm ví dụ. Đấy, mọi người làm xong thì nó có cái khuôn như thế này. Đấy, thì mọi người chỉ cần lấy bút vẽ vào thôi. Đấy, mọi người chỉ cần lấy bút, mọi người vạch vào trong cái lòng của cái thước này là mọi người có thể là cắt hoàn chỉnh được cái viên gạch đó để chúng ta ốp sao cho nó chuẩn. Đấy, nó rất là tiện lợi và nó chuẩn nha. Còn hơn là anh em đo thước, anh em mà đo thước thì nó rất là lâu, anh em phải nhớ trong đầu, nó rất là nó sẽ gây, nói chung là anh em tính nhiều nó sẽ mệt. Đấy, không phải nhớ số, nhớ sủng làm gì cho nó đau đầu, chứ mỗi một viên anh em lại phải nhẩm nhớ số trong đi ra cắt, đôi khi hay bị nhầm, nên anh em sẽ áp dụng thẳng vào cho mình cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người cách đo khi anh em gặp phải một cái ống nước ở trong nhà vệ sinh. Em Hoàng đặt cái băng dính này, tưởng tượng đây là một cái ống nước âm ở trong tường. Đấy, có thể là một lỗ, hai lỗ, ba lỗ hoặc là rất là nhiều lỗ, thì mình cũng áp dụng tương tự như vậy nhé. Thì đầu tiên mình sẽ định vị một cái đường thẳng của viên gạch. Thì đa số là anh em ốp thì anh em hay có một cái góc cạnh nào đấy rồi, đó là ốp lát thì 100% là phải có góc cạnh. Thì mình sẽ dựa trên những góc cạnh đó để mình định vị cái thước của mình, để mình lấy được cái đường thẳng để áp vào cái viên gạch tiếp theo. Mọi người hiểu chưa? Ví dụ như viên gạch đầu tiên mình đã ốp vuông góc rồi, thì viên gạch thứ hai mình sẽ phải đè lên chốc cái viên gạch đó, hoặc là áp sát vào viên gạch đó, thì mình sẽ lợi dụng cái đường thẳng đó để mình ke cái góc của cái thước của mình, sau đó mình xê dịch cái vị trí của cái thước của mình nó vào giữa cái tâm hình tròn đó, sau anh em vặn chặt lại cố định ạ. Đấy, anh em vặn cố định hình tròn, có thể là anh em không cần phải làm góc vuông kia, anh em chỉ cần lấy vuông một góc thôi, xong anh em bẻ thẳng cái ô hình tròn vào cũng được. Đấy, nói chung là nó nhiều. Đấy, nói chung là nó nhiều cái cách sử dụng. Đấy, nhưng mà tận dụng thế nào cho nó thật là vuông vắn và chuẩn nhất thì là nó tốt nhất nhá. Xong anh em nhấc ra, anh em đặt vào cái viên gạch mà mình ốp ấy, cho anh em vẽ cái đường kẻ. Đấy, anh em kẻ cái đường hình tròn
ở chỗ cái ô vuông đó. Sau đó là anh em cắt, khoét, là anh em sẽ được một cái lỗ gạch đẹp như mong muốn, không phải đo điếc gì lại cho nó phức tạp. Đấy là những cái chia sẻ khúc thực tế. Nhưng có nhiều anh em hỏi mình thôi, còn thực ra cái thước này mình dùng cách đây 2 năm rồi mọi người nhá. Mình sử dụng rất là nhiều, nó cũ rồi. Đấy, nói chung là, nhưng mà nhiều anh em thì vẫn chưa biết và cũng chưa biết cách sử dụng thì mình mới quay lên cho mọi người thôi. Vì cái kênh của mình thì hay đáp ứng nhu cầu cho các anh em, mà anh em thì thắc mắc gì là mình quay cái đấy nhá. Tiếp theo, ví dụ như có hình tròn thì cái thước này có áp dụng được không? Thì cái thước này hình tròn thì vẫn áp dụng được, nhưng mà nó mình phải vừa đo vừa phải vẽ lại nữa nhá, chứ nó không được chuẩn 100% như kiểu cái lấy các góc vuông và các lỗ tròn khác. Thì đầu tiên mình sẽ định vị một cái góc vuông nào đó, ví dụ một cái viên gạch kia nó ở vị trí đó, mình sẽ đo sang 10 phân, sau đó là mình ke tròn cái hộp này lại. Đấy, ví dụ là hộp tròn như vậy, mình sẽ ke tròn hộp này lại, xong mình xoắn lại. Thì ở đây nó sẽ có một cái khe hở nhỏ, cái khe hở nhỏ là lát mình sẽ chỉ cho mọi người, mình xoắn xong rồi mình chỉ cho. Đây mọi người chỉ xoắn hết vuông góc và cái hộp tròn này đi, tưởng tượng đây là một cái cột tròn. Đấy, lúc anh em gặp phải cái cột tròn, anh em có thể mua cái thước dài hơn để có thể là có nhiều góc hơn nhá. Đấy, thì anh em nhìn thấy ở đây là có một cái khe hở hình tam giác, thì lúc anh em lôi cái thước này ra, anh em đặt vào viên gạch thì anh em sẽ vẽ vẽ lại, lấy cái bút vẽ lại cho nó tròn nhá. Đấy, thì cái thước này nó chỉ là cái ke bên ngoài thôi, mọi người sẽ phải lấy cái bút ấy, anh em vẽ lại cho nó tròn, cho nó được cái điểm tròn lại, cho nó đẹp hơn, cho nó có thẩm mỹ hơn. Đấy, còn nếu mà anh em ốp vào cột tròn ấy thì anh em chỉ cần cắt theo cái hình thước là được. Đấy, xong mai khi họ làm cái chân cột tròn ra nữa cơ mà, nó còn cả trang trí nữa thì không sao. Còn nếu mà cái mà người ta không trang trí nữa thì mình phải vẽ cho nó đẹp vào. Đấy, một tí để cho nó có thẩm mỹ. Đấy là cái cách mà sử dụng cái thước này sao cho nó chuẩn và đúng. Nó còn nhiều cái ưu điểm khác lắm mọi người ạ, nó còn nhiều cái ưu điểm lắm. Mình nếu mà để áp dụng thực tế thì nó còn tiện lắm, nó có thể là làm các hình tam giác, hình vuông, nói chung là nhiều các loại hình, nó có thể cắt được nhiều góc lắm. Có thể là anh em cắt ổ điện hoặc là anh em cắt ống nước, nói chung là nó tiện lắm. Nói chung là để mà làm ốp lát gạch thì anh em phải sắm cho mình một cái thước này, đấy là tiện dụng nhất. Đấy, còn anh em nào mà mình muốn mình quay về cái cách sử dụng cái gì thì anh em cứ comment xuống cái video này, thì mình sẽ làm video để hỗ trợ anh em cái cách sử dụng những cái sản phẩm trong xây dựng ốp lát gạch hoặc những sản phẩm khác nhé. Đấy, anh em cứ yêu cầu dưới là mình sẽ làm video nhé, để quay cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người sử dụng nhé. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi mình là